Chào các bạn. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối ở Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016. Tối nay tôi sẽ cho mọi người đi tham quan cái cuộc sống buổi tối, tầm khoảng 7 giờ tối. Cuộc sống của Việt ở các cái hàng quán, các cái chợ. Chợ bây giờ người ta vẫn còn đang phải kinh doanh, hoạt động. Quay cảnh ở đây tí, sau đó thì chúng ta sẽ đi. Đấy, đi thành phố lên đèn rồi. Bây giờ là 7 giờ tối. Mọi người đã lên đèn rồi. Người thì đi thể thao, tennis, và chúng ta bắt đầu đi nhé. Bây giờ là 7 giờ tối. Tối nhưng mà vẫn còn rất còn nhiều hàng bán ở chợ đây. Đây là gọi cái chợ cóc. Chợ cóc đấy. 7 giờ tối nhưng mà cũng còn rất là đông. Người người ta mua. Bên đối diện bên này thì lại là có những cái nhà hàng, bây giờ thì lại ăn nhậu này. Cuộc sống nhiều nhà hàng, trong khi thì một số người thì vẫn còn phải đang đi chợ, nhưng mà nhà hàng thì đây
này thì cũng có một cái nhà hàng ăn nhậu đấy. Bia, bia ở dưới hầm. Đây là những cái hàng quán ở dưới cái khu chung cư này. Bây giờ là 7 giờ tối đấy. Tòa nhà chung cư cao độ khoảng 20 mấy tầng, hơn 20 tầng, 18, 20 tầng, 25 tầng. Đầu hè nên là cái tiếng ve kêu là rất là nhiều. Ve kêu rất là nhiều. Tư nhân, chủ là của tư nhân hết. Người ta xây những cái chung cư này người ta bán. Chung cư này của Hòa Phát, tập đoàn Hòa Phát. Ở bên này thì lại là các cái nhà nghỉ, khách sạn rất là nhiều. Và
các cái khu massage. Cái phố này là cũng Hàn Quốc người ta sống rất nhiều, thế nên là cái dịch vụ massage rồi là các dịch vụ rất là đông. Khu này thì ở khu thấp tầng này, 5 tầng thôi. Nhà mặt tiền người ta cho thuê. Hàn Quốc bia của bia hơi Hà Nội. Buổi chiều cũng đông khách ạ. Trời đi. Đây là cái quán bia cỏ. Bia này thì cứ buổi chiều mọi người ngồi uống ở đây rất đông, thanh niên đi đá bóng về, các đội bóng. Về ăn cơm, bây giờ là hơn 7 giờ rồi, hơn 7 giờ tối. Thank you.
phát triển cũng rất nhiều, toàn cao ốc rồi. Nhà xây vượt đây, đường tắt đường, cửa hàng cũng đóng cửa hết rồi. Vinmart đây. Rồi. Cửa hàng. Đèn trông rất đẹp. Xung quanh
quanh rất nhiều nhà xây dựng, đang xây.